3 điều người trí tuệ nhất định không nói. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, lời nói xuất phát ra từ tâm nên người thiện tâm không dễ dàng nói lời cay nghiệt làm tổn thương người khác. Lời nói còn xuất ra từ phẩm cách và tri thức nên một người nói lời gì, nói như thế nào, nói hay không nói cũng là thể hiện ra phẩm cách, tri thức và trí tuệ của người ấy. Một người có tu dưỡng, có trí tuệ sẽ không nói 3 điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng đón xem đó là điều gì quý vị nhé. Thứ nhất, lời không có giá trị không nên nói. Cổ nhân có câu: phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu chung. Không nói thì thôi, đã nói tất nói đúng. Trong cuộc sống có rất nhiều người thường hay nói những lời mua vui, khách sáo, trống rỗng, thêm mắm thêm muối, không có giá trị. Những lời nói ấy không những không đem lại điều gì tốt mà còn có thể tạo nghiệp. Mặc Tử là nhà tư tưởng, nhà chính trị gia thời Xuân Thu Chiến Quốc. Một lần, học sinh của ông là Tử Cầm có hỏi ông: thưa thầy, nói nhiều tốt hơn hay là ít nói tốt hơn? Mặc Tử trả lời: lời nói quá nhiều thì có gì là tốt đâu. Ví như ếch xanh ở trong hồ nước, cả ngày lẫn đêm đều kêu gọi không ngừng, khiến cho chính lưỡi và miệng của nó đều bị khô lại, mà còn không có ai để ý đến và yêu thích nó. Nhưng con gà trống thì khác. Trời hửng sáng, gáy gọi 2-3 tiếng thì mọi người liền thức dậy, còn cảm ơn nó. Bởi vì tiếng gọi của nó là thích hợp, hữu ích. Nói chuyện thì nên học theo gà trống, đừng nên học theo ếch xanh. Người không nói lời vô nghĩa thường là người có lực kiểm soát, khống chế bản thân rất mạnh. Người làm việc mà hiểu được phải sáng tỏ, rõ ràng, có lẽ không nhiều lắm, nhưng rất đáng giá tán thưởng. Cho nên, đừng nên nói lời vô nghĩa, nên nói vừa phải và thích hợp. Điều thứ hai, lời nói phô trương, khoe khoang. Lão Tử có nói, người không tự cho mình là đúng thì trí óc mới có thể sáng suốt. Người không khoe khoang thì công trạng của họ mới có thể được khẳng định. Người không kiêu ngạo thì sự nghiệp mới có thể phát triển. Cố Ung triều nhà Hán dù được phong chức tước đã 3 ngày, nhưng người nhà không một ai hay biết. Trận chiến Phì Thủy lừng danh trong lịch sử, quân Đông Tấn chưa đến 1 vạn binh sĩ đã đánh bại 10 vạn binh sĩ dũng mãnh của quân Tiền Tần. Tin chiến thắng được truyền đến lúc chủ soái Tạ An đang chơi cờ vây với khách mà người khách không hề hay biết. Triều nhà Tống, hiền thần Văn Ngạn Bác dù có công lớn trong việc xác lập ngôi kế vị cho thái tử, nhưng khi thái tử lên làm vua, ông chỉ nói: tất cả đều là công lao của Hàn Kỳ. Đức hạnh khiêm tốn, không nhận công lao của ông khiến hoàng thượng cũng kính phục. Danh thần Tả Tông Đường cuối nhà Thanh là người nổi tiếng có bản lĩnh. Ông từng đánh chiếm Tân Cương, lập nhiều công trạng. Nhưng ông lại là người có tật xấu, đó là thường khoe khoang về những chiến công của mình. Mỗi khi có người tìm đến nhờ ông về việc công hay việc tư, ông đều nói dăm 3 câu khoa trương khiến sự tình trở nên rắc rối, làm cho người hỏi không biết phải làm sao. Tuy rằng Tả Tông Đường quả thực có công lao rất lớn, nhưng những công lao mà ông tự thổi phồng lên cũng có. Chính vì thế, ông cũng bị nhiều người lên án và không kính trọng. Cổ ngữ có câu: thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu. Trời không nói trời cao, đất không nói đất dày. Người thực sự có học thức, có trí tuệ, có hàm dưỡng thì không cần mở miệng khoa trương bản thân, người khác cũng tự cảm nhận được. Điều thứ ba, lời nói vạch trần thiếu sót của người khác. Người có nhân cách cao thượng đến mức nào đi nữa đều có thiếu sót, điểm khuyết thiếu của mình. Cũng như người có bao nhiêu khoan dung độ lượng đi nữa đều có tự trọng của riêng mình. Có trí tuệ để thấy rõ khuyết điểm của người khác, cũng nên có trí tuệ để không vạch trần ngay lập tức,
và có trí tuệ để tìm thời điểm thích hợp mà nói. Một người có cách đối đãi với khuyết điểm của người khác và sở trường của bản thân mình như thế nào sẽ thể hiện ra đức hạnh và trí tuệ của bản thân người ấy. Người quân tử khiêm tốn, không đàm luận thiếu sót của người khác. Kẻ phàm phu thích khoe khoang, thể hiện điểm mạnh của cá nhân mình. Con người sống trên thế gian, ai cũng đều có khuyết điểm riêng của mình. Nếu một người luôn nhấn mạnh, thậm chí thêu dệt khuyết thiếu của người khác để làm tổn hại họ, làm lợi cho mình, thì khẳng định đó là cách làm của kẻ tiểu nhân. Người có đức hạnh không tốt. Người quân tử, người đức hạnh cao thượng, trước sau đều giữ vững nguyên tắc. Bất trương nhân đoàn, bất huyễn kỷ trường. Tức là không thêu dệt khuyết thiếu của người khác, không khoa trương điểm mạnh của mình. Trong cuốn Thái Căn Đàm có viết: bất trách nhân tiểu quá, bất phát nhân âm tư, bất niệm nhân cựu ác, thử tam giả khả dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn hại. Ý nói là không trách móc sai lầm của người, không vạch trần lỗi của người, không nhớ tội của người thì có thể dưỡng đức và rời xa tai họa. Bởi vậy trong cuộc sống, đừng tùy tiện chạm đến lòng tự ái của người khác. Lời nói có thể đả thương người khác, thậm chí đẩy họ đến đường cùng. Không vạch trần thiếu sót của người khác cũng là cách lưu lại chút khẩu đức cho chính mình. Luận ngữ giảng rằng, nói năng ít sai trái, làm việc ít hối hận, thì phúc lộc tự nhiên nằm trong đó rồi. Trong cuộc sống, người trầm tĩnh, im lặng, có sức mạnh và chiều sâu hơn nhiều những ai thao thao bất tuyệt. Nhà văn Hemingway cũng nói, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng. Về sau này, khi càng nói nhiều, khoảng cách giữa con người lại càng xa cách hơn, mâu thuẫn cũng nhiều hơn. Im lặng rất nhiều khi có sức mạnh vô cùng lớn. Sức mạnh ấy giống như có thể tụ hợp được hết thảy màu sắc của ánh sáng vậy. Từ xưa đến nay, rất ít người bởi vì trầm tĩnh mà phải hối hận, nhưng lại có rất nhiều người bởi vì nói nhiều mà không thể bù đắp nổi sai lầm. Đó là bởi vì lời ác chưa nói ra thì sẽ chưa gây hại, chưa có tính sát thương. Bởi vậy, im lặng chính là một cách mang đến sự bình an cho bản thân và cho người khác. Người chân thành thì ít nói, nhưng lời nói của họ là xuất phát từ thiên tính, nên có sức cuốn hút riêng, mang đến sự tin tưởng cho người khác. Một nhà thơ nổi tiếng của Đức từng có câu danh ngôn rằng: sinh mệnh chẳng thể nở ra những đóa hoa tươi rực rỡ từ những lời dối trá. Chỉ khi mỗi người đều có một trái tim thành thực mới có thể thiện đãi cha mẹ, thiện đãi bạn bè, từ đó khiến xã hội trở nên hài hòa hơn. Những người nói như gió cuốn, nói mà không giữ lời, dẫu có thể lừa gạt người khác, thậm chí nhất thời đắc ý, nhưng tuyệt đối chẳng thể bền lâu. Trong cuộc sống, còn một kiểu người ít nói nữa là người mưu sâu kế hiểm. Nhưng thà rằng vì ít lời mà bị người khác chê trách, còn hơn bị chê trách vì nhiều lời. Trượt chân còn có thể đứng dậy đi tiếp, chứ lời nói lỡ thì rất khó vãn hồi. Nói lời không thích hợp, không nên nói, thì chi bằng im lặng. Có một câu chuyện kể về nhà văn người Mỹ Mark Twain như thế này. Có một lần, Mark Twain tới nhà thờ, nghe bài thuyết giảng của mục sư. Ban đầu, ông rất cảm động trước bài diễn văn, còn dự định sẽ lấy một khoản tiền lớn để quyên tặng nhà thờ. Nhưng sau khá lâu, vị mục sư vẫn tiếp tục nói, còn Mark Twain đã bắt đầu nhàm chán và quyết định giảm số tiền này xuống một nửa. Đến khi vị mục sư trên bục vẫn huyên thuyên không ngừng, Mark Twain cảm thấy không chịu nổi, ông quyết định sẽ không quyên tặng tiền nữa. Rất nhiều lúc, trầm lặng là cảnh giới cao nhất của cuộc nói chuyện. Người diễn thuyết không đủ chiều sâu thường sẽ bù đắp bằng chiều dài. Người bình thường luôn mải nói ra điều mình biết,
nhưng người trí tuệ lại luôn mải lắng nghe những người khác nói. Bởi vậy, người có trí tuệ cao nhất cũng chính là người biết lắng nghe nhiều nhất, bởi nói nhiều không bằng biết nhiều. Cổ nhân có câu, việc chưa tới không nên nói nhiều, việc tới rồi không cần động thanh sắc, việc đã xong không cần khoa trương tài năng. Triết gia Socrates từng giảng về đạo lý ba cái sàng. Socrates nói, khi bạn muốn nói với ai đó một chuyện, ít nhất hãy dùng ba cái sàng để lọc. Cái thứ nhất gọi là sàng chân thực, cái thứ hai là sàng thiện ý, và cái thứ ba là hữu ích. Ba cái sàng này chính là để xem điều chúng ta muốn nói có quan trọng hay không. Nếu điều ấy không chân thật, không thiện mỹ, lại cũng không hữu ích, thì quả là không cần phải nói đến. Trong cuộc sống này, nếu chịu khó dùng ba cái sàng của Socrates, có lẽ chúng ta sẽ quẳng đi được bao nhiêu gánh lo. Đối với một sự việc, người mà có thể hiểu rõ nhất, biết nhiều nhất, thông thường không phải người nói thao thao bất tuyệt, mà là người không dễ để lộ lời nói và nét mặt. Bậc trí giả xưa nay thường không muốn để lộ tài năng của mình. Họ hiểu nhiều mà nói ít, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói. Đó cũng là đức tính khiêm cung, không phô trương bản thân mình. Bảo trì sự trầm tĩnh, trầm mặc cũng là sách lược của người thông minh. Người xưa có câu, trí tuệ từ nghe mà có được, hối hận từ lời nói mà sinh ra. Người trí tuệ rất nhiều khi lấy im lặng để lên tiếng, lấy trầm mặc để nắm thế chủ động.